Nào, ôi giời, hai chị em ngồi khoanh chân ăn kẹo nhá. À, rồi. Hai chị em ngồi khoanh chân này. Ôi giời. Hương này. À. Hương nghe rồi này. Ôi giời. Nào, ôi giời, khoanh chân ngồi ăn kẹo. Thật thật đấy. À, mời nào, mời nào, mời nào, mời nào. Mời nào. Rồi, đấy, ngồi cái chân ăn kẹo này phải ngoan lắm. Rồi, để ăn tuần áo. Rồi. Nha, bố luôn. Con đang chơi vậy. Sao mà... Thế đồ đang rào mặt tự tủ lạnh xong mà hấp à nè, vừa lấy con phải người rồi cũng mạnh à. Ê, sáng là hư rồi, ngoan này hư. Hư à? Hư, úp mặt tủ lạnh à? Ngủ ngoan hơn đấy. Đấy, chúng nó tắt bẻ này. Ngồi khoanh chân ngoan này mà. Rồi, tôi nắp.